đền thờ Lý Thường Kiệt tại xã Tam Giang, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Dự án đầu tư xây dựng khu đền thờ Lý Thường Kiệt tại xã Tam Giang, huyện Yên Phong được khởi công xây dựng vào ngày 7 tháng 2 năm 2017, gồm 20 hạng mục với tổng mức đầu tư hơn 254 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa. Thời gian thực hiện dự án 2016-2020. Qua hơn 1 năm thi công xây dựng, đến nay dự án đã hoàn thành hạng mục đền thờ, tượng đài Thái úy Lý Thường Kiệt và một số hạng mục phụ trợ. Công trình thực sự là một trong những thiết chế văn hóa đặc trưng, mang ý nghĩa chính trị, lịch sử và nhân văn sâu sắc của những người con của quê hương Bắc Ninh, Kinh Bắc đối với các bậc tiền nhân và giáo dục truyền thống cho các thế hệ mai sau. Công trình đầu tư xây dựng khu đền thờ Lý Thường Kiệt tại xã Tam Giang, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh có ý nghĩa hết sức sâu sắc, làm rạng sáng thêm truyền thống và giá trị của những di sản văn hóa tiêu biểu, đặc trưng của quê hương nhà Lý triều đại khai mở nền văn minh Đại Việt, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa mang bản sắc Bắc Ninh, Kinh Bắc trong cuộc sống. Lý Thường Kiệt tên thật là Ngô Tuấn, tự là Thường Kiệt, sau được ban quốc tính được mang họ của vua nên gọi là Lý Thường Kiệt. Ông sinh năm Kỷ Mùi 1019 vào thời vua Lý Thái Tổ, quê gốc ở làng An Xá, huyện Quảng Đức, kinh thành Thăng Long, mất năm Ất Dậu 1105 dưới thời vua Lý Nhân Tông. Lý Thường Kiệt là nhà quân sự, nhà chính trị lỗi lạc thời nhà Lý nước Đại Việt. Về chính trị, Lý Thường Kiệt là bậc đại danh thần, là chỗ dựa tin cậy và vững chắc của nhà Lý, đặc biệt dưới thời trị vì của hoàng đế Lý Nhân Tông. Ông làm quan qua ba triều vua, Lý Thái Tông 1028 đến 1054, Lý Thánh Tông 1054 đến 1072 và Lý Nhân Tông 1072 đến 1127. Ông làm tể tướng hai lần dưới thời Lý Nhân Tông và là một trong ba người phụ chính khi vua còn nhỏ tuổi. Về quân sự, ông là bậc đại danh tướng, là linh hồn của những chiến công hiển hách trong lịch sử nước nhà ở thế kỷ 11. Ông nổi bật với việc chinh phạt Chiêm Thành 1069, đánh phá Ba Châu Khâm, Ung, Biên nước Tống 1075 đến 1076. Và đặc biệt, cách đây 9425 năm, vào mùa xuân năm 1077, trên bờ sông Như Nguyệt sông Cầu, xã Tam Giang, huyện Yên Phong, ông đã chỉ huy trận quyết chiến chiến lược của quân và dân Đại Việt, đánh bại đại quân nhà Tống do Quách Quỳ, Triệu Tiết chỉ huy, làm thất bại hoàn toàn cuộc xâm lược của nhà Tống. Trong lịch sử văn học, Lý Thường Kiệt là cây đại bút, nhiều tài liệu cho rằng ông là tác giả của Nam Quốc Sơn Hà, Áng Hùng Thi có giá trị thiêng liêng, như bản tuyên ngôn độc lập lần thứ nhất của nước ta. Với những công lao hiển hách, Lý Thường Kiệt được cả triều đình nhà Lý trân trọng và tôn vinh. Tài năng quân sự kiệt xuất của ông làm kẻ thù khiếp đảm và nể phục. Năm 2013, ông được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh sách 1 trong 14 vị anh hùng dân tộc tiêu biểu nhất của lịch sử. Tiếng ngân vang như giọt mưa rơi.
ấm lòng người nghe câu hát như miếng trầu ai hội trao bay. Người ơi, người ơi, dù người ơi, người về cho anh theo chân bên câu quan họ, dẫu có sông sâu anh xin níu dài im đào bên nhau qua cầu chẳng sợ gió bay. Người ơi, người ơi, rồi anh sang anh thưa cùng thầy mẹ rằng anh xin đón quan họ về, để mỗi sớm để mỗi chiều âm vang trong lòng câu quan họ. Mùa xuân năm 1077, trên chiến tuyến Như Nguyệt, quân dân Đại Việt dưới sự chỉ huy của Thái úy Lý Thường Kiệt đã đánh tan 30 vạn quân Tống xâm lược, giữ vững nền độc lập dân tộc, thái bình nước nhà. Trong cuộc chiến hào hùng đó, có một câu chuyện vẫn được dân gian truyền tụng. Đó là trong đêm trước ngày quân dân nước Việt tổng phản công diệt địch, tại nơi đây chợt vang lên lời thơ, lời tuyên ngôn bất hủ mà chúng ta ngày nay ai cũng thuộc lòng. Nam quốc Sơn Hà Nam đế cư, tiệt nhiên định phận tại thiên thư. Như Hà nghịch lỗ lai xâm phạm, nhữ đẳng hành khan thủ bại hư. Lời thơ đã có sức lay động ngàn vạn quân sĩ nước Việt, truyền vào họ tinh thần quyết chiến thắng giặc hừng hực, để tất cả đồng sức đồng lòng vào trận với khí thế cao ngàn trượng đè bẹp quân thù. Hơn 900 năm lịch sử đã trôi qua, dòng nước sông Cầu từng gầm réo vùi chôn xác giặc ngày nào, giờ bình yên trôi dưới trời xanh xứ Bắc. Nhưng những ký ức về chiến thắng Như Nguyệt, hào khí thắng giặc năm xưa thì mãi còn vang vọng trong tâm hồn của mỗi người dân bên vùng chiến tuyến nói riêng, dân tộc Việt Nam nói chung. Để mỗi độ xuân về, bao người lại nao nức về với vùng sông nước nơi đây trong ngày hội tưởng niệm chiến thắng Như Nguyệt. Nam quốc Sơn Hà Nam đế cư, câu thơ vẫn còn đây, vang vọng, hùng tráng như hào khí đuổi giặc và thắng giặc ngày nào. Dẫu lịch sử đã chứng minh bài thơ đó là của vị tướng quốc Lý Thường Kiệt, nhưng dân gian thì không ít người vẫn tin rằng đó chính là lời Thánh Tam Giang cảm ứng âm phù truyền qua vị tướng quốc để khích lệ tinh thần ba quân tướng sĩ. Đó chính là huyền thoại đẹp về những con người khi sống trực tiếp đánh giặc giúp nước, khi tháp uy linh đã đi vào tín ngưỡng dân gian, biến thành sức mạnh trừu tượng của thần linh mà phù trợ con người sau này chiến đấu thắng giặc ngoại xâm, bảo vệ nền độc lập dân tộc. Ngã Ba Xà, tâm điểm của chiến tuyến Như Nguyệt thế kỷ thứ 11. Đây là nơi gặp gỡ của hai con sông, sông Cầu
và sông Cà Lồ thuộc địa phận thôn Đoài, tức làng Xà Đoài. Theo sử sách, Lý Thường Kiệt tên thật là Ngô Tuấn, sinh năm 1019, mất năm 1105, quê ở làng An Xá, nay thuộc ngoại thành Hà Nội. Ông là con của Ngô An Ngữ, một võ quan nhỏ theo hầu Lý Công Uẩn. Thuở nhỏ, Ngô Tuấn vừa ham đọc sách, vừa ham võ thuật, vậy nên đã tinh thông thao lược, lại có tài thơ văn. Năm 1041, ông được bổ vào ngạch thị vệ để hầu vua Lý Thái Tông. Bằng tài năng, đức trí của mình, chỉ hơn 10 năm sau đó, ông đã trở nên nổi tiếng khắp nội đình, được giao trông coi việc trong cung vua. Năm 1052, được vua ban quốc tính, đổi thành Lý Thường Kiệt. Khi vua Lý Thánh Tông lên ngôi, vì sớm nhận ra tài năng và phẩm chất của một vị tướng giỏi trong ông, mà đưa ông ra khỏi hàng ngũ các quan hầu nội đình, mạnh dạn giao cho Lý Thường Kiệt những nhiệm vụ quan trọng như đánh Tống, Bình Chiêm. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, năm 1069, khi nhà Tống câu kết và xúi dục vua Chiêm lấn chiếm biên thủy phía nam nước ta, Lý Thường Kiệt được phong đại tướng, lĩnh ấn tiên phong, cùng vua Lý đi thu phục. Lý Thường Kiệt đã bắt được Chế Củ, vua Chiêm, lập công đầu, được vua Lý Thánh Tông phong làm phụ quốc thái phó, đứng vào hàng thứ hai trong triều. Khi Lý Thánh Tông mất, thái tử Cản Đức lên ngôi mới 7 tuổi. Lý Thường Kiệt đã cùng hoàng thái phi Ỷ Lan phò tá vua, giải quyết tình trạng tranh giành quyền lực diễn ra giữa một bên là hoàng thái hậu Thượng Dương, tể tướng Lý Đạo Thành, và một bên là hoàng thái phi Ỷ Lan. Sau việc này, Lý Thường Kiệt được vua Cản Đức, tức Lý Nhân Tông, phong làm đôn quốc thái úy, đại tướng quân, đại tư đồ thượng phụ, coi cả việc văn võ và cấm quân trong triều. Như vậy, nhà vua đã thực sự tin tưởng ở con người ông mà gửi gắm quyền lực và việc trông coi cả xã tắc. Chính trên cương vị này, tài năng quân sự xuất chúng của Lý Thường Kiệt đã được phát huy với việc lãnh đạo quân dân Đại Việt đập tan âm mưu xâm lược đất nước ta của quân Tống từ phương Bắc. Lịch sử ghi nhận, năm 1075, vua quan nhà Tống giáp tâm xâm lược nước ta. Chúng tập kết quân kỵ bộ ở Ông Châu, quân thủy ở Khâm Châu và Liêm Châu nhằm tạo gọng kìm đánh vào Đại Việt. Với chủ trương táo bạo, tiên phát chế nhân, tức là phát binh trước để chế ngự quân địch, Lý Thường Kiệt đã mở đầu cuộc kháng chiến bằng cách đưa quân tiêu diệt cả ba căn cứ trên của giặc, sau đó rút về củng cố các tuyến phòng thủ dọc theo biên giới Việt Tống. Đặc biệt với tài thao lược và nhãn quan quân sự sắc sảo, ông đã cho xây dựng phòng tuyến bên sông Như Nguyệt để chủ động sẵn sàng đợi và đánh địch. Mùa xuân năm 1077, quân Tống dưới sự chỉ huy của Quách Quỳ và Triệu Tiết chia hai ngả kéo vào xâm lược nước ta. Sau 10 ngày phát binh, giặc Mạnh đã tới bờ bắc sông Như Nguyệt, và chính tại nơi đây, chúng đã bị chặn đứng, bị tiêu hao dần và suy sụp ý chí chiến đấu, để rồi bị tiêu diệt bởi quân dân Đại Việt. Chính trên chiến tuyến này một đêm nọ, binh sĩ cả hai bờ Bắc Nam đã được nghe những lời thơ đanh thép hùng hồn như bản tuyên ngôn của người dân đất Việt. Sông núi nước Nam vua Nam ở, danh danh đã định ở sách trời. Cớ sao lũ giặc sang xâm phạm, chúng bay sẽ bị đánh tơi bời. Bằng những đòn đánh cả bằng quân sự lẫn tinh thần, dưới sự chỉ huy của thái úy Lý Thường Kiệt, quân dân ta đã đẩy giặc Mạnh vào thế bị động rồi bị tiêu diệt dần. Tướng giặc Quách Quỳ phải xin hòa và rút tàn quân còn lại về nước. Chiến thắng Như Nguyệt là một võ công hiển hách trong lịch sử thắng giặc ngoại xâm của dân tộc. Đây cũng là dấu mốc đưa đất nước bước vào thời kỳ thanh bình, thịnh trị huy hoàng trong lịch sử. Hơn thế nữa, bằng lời tuyên ngôn bất hủ trên chiến trường này, Lý Thường Kiệt đã khẳng định sức mạnh đại đoàn kết, ý chí quyết chiến quyết thắng của quân dân ta trước mọi kẻ thù khi chúng đến xâm lược. Linh hồn của chiến thắng chính là anh hùng dân tộc Lý Thường Kiệt. Ông là người vừa tổ chức lãnh đạo, vừa là người trực tiếp chỉ huy cuộc kháng chiến đến thắng lợi hoàn toàn.
Nhưng góp vào chiến thắng vang dội đó là ý chí quyết thắng ngoại xâm, đồng sức đồng lòng cùng ngàn vạn quân dân nước Việt. Có thể nói sau nhiều năm, lễ hội kỷ niệm chiến thắng Lưu Nguyệt mới được tái hiện với một loại hình mới mẻ, vừa có quy mô hoành tráng, vừa thể hiện được tính dân gian truyền thống, vừa có tính lễ nghi nhà nước nhằm tôn vinh truyền thống cha ông, vừa có giá trị cấu kết cộng đồng trong hoạt động văn hóa tinh thần và tâm linh. Việc tổ chức lễ hội chiến thắng Như Nguyệt hàng năm được đông đảo quần chúng nhân dân tham gia với niềm tự hào phấn khởi đã thể hiện rõ vai trò quản lý, chỉ đạo, điều hành của nhà nước theo phương châm xã hội hóa công tác văn hóa trong thời kỳ đổi mới. Thăm chiến tuyến Như Nguyệt mùa xuân nay, hòa vào không khí tinh thần đầy phấn khởi tự hào của lễ hội kỷ niệm chiến thắng Như Nguyệt, đặc biệt kỷ niệm đúng 1.000 năm ngày sinh Việt Quốc Công Thái úy Lý Thường Kiệt và nhớ về một thuở cha ông ta đánh giặc. Chúng ta thêm tự hào về truyền thống quật cường, bất khuất, tinh thần độc lập yêu tự do của con người đất Việt. Và hào khí đó, những bài học lịch sử như thế sẽ không bao giờ phai trong tâm hồn cộng đồng dân tộc Việt Nam. Và muốn bổ sung thêm sản phẩm nào nữa thì hãy comment ở phần bên dưới để tham khảo giá bán của các sản phẩm này. Link thì mình sẽ đặt ngay ở dưới phần mô tả của video. Hãy để lại một like và một subscribe ủng hộ tụi mình để có động lực làm video đem đến cho các anh em những sản phẩm chất lượng cao trong tương lai nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.